Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả. Mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Sự vụ chuyến bay giải cứu củng cố lòng tin của người dân vào công lý. Quý vị và các bạn thân mến, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã đề nghị mức án với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, trong đó có một án tử hình dành cho Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Nỗi ám ảnh về án tử hình của Phạm Trung Kiên khóc lóc trình bày trước tòa này đã dần dần trở thành hiện thực. Hãy chờ đợi một bản án sáng suốt, công tâm từ hội đồng xét xử. Khi vụ án chuyến bay giải cứu nổ ra, cộng đồng xã hội thất vọng, bức xúc, phẫn nộ bởi vì không chỉ là tham nhũng hối lộ mà vì tính chất phi đạo đức của các nhóm lợi ích. Đại diện Viện Kiểm sát đã luận tội rằng một số bị cáo đã bất chấp biến nhu cầu an toàn của người dân thành nhu cầu kiếm tiền. Họ đã lợi dụng, trục lợi bằng cách gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp tổ chức chuyến bay, tạo cơ chế xin cho, khiến doanh nghiệp phải nâng chi phí để có phí bôi trơn, đưa hối lộ, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của các cơ quan nhà nước, làm mất đi mục đích, bản chất tốt đẹp việc đưa công dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Đúng là bất chấp thủ đoạn, làm những điều phi pháp luật, phi đạo đức, nói như cha ông xưa là trời không dung, đất không tha. Nhưng cũng từ vụ án này cũng lóe sáng điều tích cực, đó là củng cố niềm tin của người dân vào công lý. Cũng nội dung trong bản luận tội, việc phát hiện kịp thời vụ án được thực hiện đồng thời, triệt để góp phần quan trọng trong việc kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm trong phòng chống dịch, phòng chống tham nhũng, đảm bảo ổn định chính trị, xã hội, ổn định đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ. Người dân đã chứng kiến tận mắt những kẻ phạm tội đứng nhận tội trước tòa, trong đó có những người từng giữ chức vụ cao, từ cấp cục trưởng lên đến thứ trưởng. Những người này trước mắt đã nộp lại 120 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Thử hình dung, nếu những tội phạm này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thụ hưởng những đồng tiền xương máu của các nạn nhân chuyến bay giải cứu, thế thì còn gì công lý, còn gì pháp luật, còn gì niềm tin? Thử hình dung, bà con về từ các chuyến bay giải cứu phải trả tiền với giá cắt cổ cho các nhóm lợi ích, sẽ thất vọng và cay đắng như thế nào khi vẫn thấy những tham quan ngày ngày rao giảng đạo đức. Nhưng cho đến hôm nay, không chỉ những bà con là nạn nhân của quan tham mà người dân cả nước đã tin rằng công lý vẫn đang phát huy sức mạnh. Và nhân dân còn tin tưởng rằng mỗi bị cáo trong vụ án này đều nhận một bản án tương xứng với hành vi vi phạm, không có bất kỳ ai được miễn giảm hình phạt không đúng với những quy định của pháp luật. Còn nữa, sẽ có giai đoạn 2 của vụ chuyến bay giải cứu, sẽ còn những chân dung khác bị lôi ra trước ánh sáng công lý. Nghiên cứu cơ chế cho thành phố Hồ Chí Minh vay 20 tỷ đô la Mỹ hoàn thiện mạng lưới metro. Thưa quý vị, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị nghiên cứu đề xuất cơ chế cho phép thành phố Hồ Chí Minh vay một khoản đủ lớn, khoảng trên dưới 20 tỷ đô la Mỹ để hoàn thành đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch. Sáng ngày 18 tháng 7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị các thành viên hội đồng cùng tập trung thảo luận và đề xuất các cơ chế chính sách phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội của vùng, nhất là hạ tầng giao thông, xem đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Theo ông Nguyễn Chí Dũng, cần có các giải pháp huy động vốn đầu tư, bao gồm nghiên cứu hình thành quỹ phát triển hạ tầng, vùng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực ngoài nhà nước nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng. Trong đó, ưu tiên nguồn ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng, tăng thu để đầu tư các dự án cấp bách liên vùng. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Chí Dũng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế cho phép thành phố vay một khoản đủ lớn, khoảng trên dưới 20 tỷ đô la Mỹ để hoàn thành đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch. Theo quy hoạch, thành phố Hồ Chí Minh có 8 tuyến metro và 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường ray mới tổng chiều dài 220 km, tổng mức đầu tư gần 26 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho rằng 16 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh chưa làm xong 20 km metro số 1, bến Thành Suối Tiên là quá chậm. Tuyến metro số 2, bến Thành Tham Lương nhiều năm qua vẫn loay hoay giải phóng mặt bằng. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh cần sớm đẩy nhanh hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông. Song song đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng cần mở rộng không gian phát triển bằng cách kéo dài đường sắt từ thành phố sang các địa phương lân cận trong vùng.
từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho thành phố. Việc này cũng nhằm góp phần quan trọng để phát triển. Các đô thị vệ tinh tận dụng được không gian ngầm và phát triển được các mô hình TOD dọc các tuyến đường sắt đô thị này. Về đường bộ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vừa qua, các địa phương đã phối hợp tốt để thực hiện dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Ông Dũng cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục triển khai dự án đường vành đai 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, thành phố Hồ Chí Minh Trơn Thành, Trơn Thành Gia Nghĩa với chủ trương phân cấp cho địa phương thực hiện và có sự điều phối chung. Sân bay Long Thành cũng tập trung triển khai để có thể đưa vào khai thác theo đúng tiến độ và phát triển đồng bộ các ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan để hình thành một nền kinh tế xung quanh đô thị sân bay này. Trong tương lai, ông Nguyễn Chí Dũng cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần phối hợp với các địa phương phát triển các tuyến đường sắt kết nối với các địa phương trong vùng, nhất là nghiên cứu phát triển ngay đường sắt nhẹ kết nối sân bay Long Thành Thủ Thiêm hay là Biên Hòa Vũng Tàu. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, để giảm tải cho các đô thị lớn cần kết hợp đẩy mạnh hạ tầng giao thông và phương tiện công cộng, thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh, giảm số lượng xe gắn máy cùng với cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để vừa giảm ùn tắc giao thông, vừa cải thiện môi trường. Các địa phương trong vùng cũng cần điều phối phát triển hệ thống logistics gắn với cảng biển, hàng không quốc tế Long Thành và các cảng để giải quyết hài hòa bài toán giữa cảng Cát Lái, cảng Cái Mép, Thị Vải, cảng trung chuyển Cần Giờ nhằm khai thác hiệu quả công suất của các cảng đã đầu tư, đồng thời đảm bảo không bị xung đột lợi ích giữa các địa phương. Không thiếu cách xây bãi đỗ xe, chỉ sợ thiếu người dám nghĩ, dám đề xuất và dám làm. Thưa quý vị, tại diễn đàn Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 18 tháng 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân khu vực Hải Châu, kiến trúc sư Vũ Quang Hùng không chỉ nêu ra vấn nạn thiếu bãi đỗ xe, nguy cơ ùn tắc giao thông mà còn đề xuất hàng loạt giải pháp khả thi, cụ thể để giải quyết. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng đã nêu ra con số giật mình. Hiện Đà Nẵng chỉ có 24,8 ha tổng diện tích đỗ xe, đáp ứng hơn 11.000 vị trí đậu đỗ, đạt khoảng 33% nhu cầu so với quy hoạch đến năm 2025. Trong khi đó, đến tháng 12 năm 2022, số ô tô ở Đà Nẵng đã trên 100.000 xe và gần 1 triệu xe mô tô. Nếu căn cứ theo quy chuẩn, diện tích giao thông tỉnh thì thành phố phải cần hơn 230 ha làm bãi, chưa kể diện tích phục vụ bãi đỗ xe cho ngoại tỉnh, ô tô du lịch. Do diện tích dành cho đỗ xe quá thấp nên kẹt xe, tắc đường, gây trở ngại lưu thông, ảnh hưởng đi lại, buôn bán của người dân là tất yếu. Dự báo ngày càng trầm trọng. Nhưng nếu so với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì vấn nạn này chưa đáng gì, bởi bãi đỗ xe ở thành phố Hồ Chí Minh mới đáp ứng được 22%, còn Hà Nội hiện chỉ đáp ứng được 0,12% nhu cầu ở các quận nội thành và 10% tổng nhu cầu toàn đô thị thủ đô. Nghĩa là 90% số phương tiện giao thông còn lại phải khốn khổ tìm chỗ đỗ. Vì vậy, xung đột trong việc đậu đỗ xe chiếm diện tích lòng lề đường, cản trở giao thông, cản trở việc đi lại, buôn bán của người dân là thường trực suốt cả ngày lẫn đêm ở các đô thị lớn. Thực trạng này thì nhiều người, nhiều địa phương đều thấy rõ. Thậm chí từ tháng 4 năm 2022, chính phủ đã có hẳn một nghị quyết số 48 NQCP về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn năm 2022 đến năm 2025. Theo đó, chính phủ yêu cầu 5 thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy, tiến tới lộ trình hạn chế hoặc dừng hoạt động của xe máy trên một số địa bàn các quận sau năm 2030. Tuy vậy, vấn đề đậu đỗ xe hiện nay vẫn đang gây những khó khăn cho dân. Khắp nơi, người kinh doanh chỉ nghĩ đến cách trông, giữ xe, chặt chém khách. Các lực lượng quản lý đô thị thì tìm mọi cách thu phí đậu đỗ, ngay cả dưới lòng đường, cách phạt nóng, dán biên bản phạt nguội, theo giờ, theo ngày chẵn lẻ. Dân xoay sở kiểu gì cũng dính vi phạm. Bức xúc nhiều, nhưng đề xuất giải pháp, cách làm như thế nào để giải quyết được vấn nạn này thì lại hiếm. Bởi vậy, việc nêu hàng loạt giải pháp tạm thời, ngắn hạn, lâu dài một cách cụ thể, khả thi của kiến trúc sư Vũ Quang Hùng tại Đà Nẵng là một góp ý đáng chú ý. Như lời của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Chiết phản hồi tại diễn đàn Hội đồng Nhân dân ngay sau ý kiến của kiến trúc sư Hùng. Thời điểm này, đang xuất hiện xu hướng là nhiều cán bộ địa phương từ cơ sở cho đến tỉnh, thậm chí đến các bộ ngành trung ương chỉ tìm cách để chối, né tránh chứ không phải tìm cách để làm.
thì trăn trở trước nỗi khổ của dân, nhìn thấy bất cập của quản lý đô thị, nghiên cứu và đề ra giải pháp như đề xuất của kiến trúc sư Vũ Quang Hùng thật có ý nghĩa. Nhất là khi ông Hùng đưa ra cả phô lục, gồm nhiều vị trí đất công sản, đất trống của nhà nước lẫn của tư nhân, doanh nghiệp, công sở, kèm với các phương thức khai thác sát thực tiễn có thể làm ngay. Dám nghĩ, dám đề xuất trong bối cảnh hiện nay của cán bộ, công chức là rất hiếm. Vì vậy, việc lắng nghe, nghiên cứu, áp dụng, làm ngay của chính quyền Đà Nẵng là hết sức cần thiết. Nếu thành công thì không chỉ Đà Nẵng mà các đô thị lớn có thể áp dụng, nhân rộng mô hình. Tất cả các mục tiêu vì sự thuận lợi của nhân dân, phục vụ sự phát triển, thịnh vượng của địa phương thì không việc gì phải sợ khi nghĩ, đề xuất và thực hiện.